Mấy có phải nhịp nhịp hết rồi. Quá đùa chứ.
Mấy phút ráng không nói bên đậu họ luôn bên đó nặng rồi đó nặng hết rồi. Đã tệ rồi mà còn đủ phút nữa. Mấy phút? 9 phút. Mười phút hay 52 đấy. 10. Rồi, chị cảm ơn em. Phi cả em 30 mới bán, một đã làm cho Phi 30 nữa. Đấy mà, bé lên à. À, ai làm cho anh á? Không, đấy là mấy cái... Không, không tính chị. Thôi, 2 tô 1 triệu thôi. Thì chị 2 tin nhắn rồi được. Là một bé làm thôi đúng không? Cả rửa mặt, quả rửa mặt đúng không? Thế mà phải tưởng mà hai bé cho hai bé là ghê. Đủ rồi vậy nè. Mười phút 26 giây. Được rồi.